mà tôi không, nó nhắn lại tôi nói trời ơi không biết có được hay không. Thank you.
lại cứ cúng vậy. Cứ cúng bình thường. Bà tay hơn, bà tay hơn. Con đi sao? Sao chạy kìa con? Con 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 nha. Oh.
Alo. 1, 2, 3. Con cháu, con các cháu, nội ngoại.
Phật Như Đại Bồ Tát Chí Hiền Thánh Tăng Tác Đại chứng minh và thị thực cho chúng trên chư hương linh thừa trưởng từ Phật lực tốc xã siêu thanh tịnh độ Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Phạm Văn Sang, ông cố con là Phạm Văn Sang cùng chư hương linh, ông cố nội và cố ngoại và còn cố nội và cố ngoại, chư hương linh các con của ông ngoại bà ngoại, Phạm Tiền Chi, Phạm Văn Giao, Phạm Quẩn, Văn Nhẫn, Phạm Thị Quẩn, Phạm Văn Mười, tất cả chư hương linh đã xin mời các anh các chị con của dì Hai. Dì Hai. Các anh các chị con dì Hai và đến dì Ba. Đây có lần lượt như vậy. Xin mời các anh các chị là con cháu của dì Ba. Con là cháu. Xin mời các anh các chị và là con cháu của dì Ba. Con là cháu. Thank you.
Con hai, con hai, con hai, khoan đi, đứng lại chắp tay giùm con cái thôi. Má, má bước lên một bước giùm con. Để con Tư đứng đó con Tư. Rồi rồi, giờ đây nè. Rồi. Tiếp theo xin mời các anh, các chị là con cháu của Tư. Cậu, cậu lại một lúc dùm con, cậu nhắc nó lại xá một lúc cho đừng có người trước người sau chụp hình nó. Thank you.
Xin mời các anh các chị là con là cháu của dì của cậu sáu. Xin mời các anh các chị là con cháu của dì Bảy. Xin mời các anh các chị là con và cháu của dì Bảy. Vâng, xin mời gia đình của dì Tám, con, cháu chuẩn bị. Vâng, xin mời con cháu của bà Tám lên thắp nhang cho ông cố bà cố. Quay hay quay à? Kính thưa quý vị viên chức chính quyền, quý thầy cô, bạn bè họ hàng thân mến, để tỏ lòng tưởng nhớ cha mẹ, ông bà của chúng tôi, tất cả con cháu trong và ngoài nước đã tổ chức phối hợp xây dựng được ngôi nhà mồ này cho ông bà tại nơi chôn nhau cắt xuống của ông bà. Hôm nay chúng tôi, các con, các cháu của ông bà rất vui mừng, hãnh diện, sung sướng được tụ họp tại đây để đưa rước cho cốt của ông bà trở về với cộng nước, sông Dường, làng xưa, chợ cũ, nơi ông bà đã sinh ra, lớn lên, cưới nhà
nhau, sinh sống với 8 đứa con, để thể xác và linh hồn được an nghỉ vĩnh viễn sau một thời gian khá dài rời xa quê làng của ông bà. Và có lẽ giờ phút này nơi miền cực lạc, ông bà cũng rất vui mừng, hãnh diện, sung sướng với cuộc trở về đây của ông bà và sự tưởng nhớ của con cháu. Hãy cùng đi ngược lại thời gian, chúng ta tìm hiểu một chút về cuộc đời của ông bà, cặp vợ chồng Phạm Văn Cao và Hồ Thị Vệ này. Ông Phạm Văn Sang và vợ là Phạm Thị Ngu. Ông Phạm Văn Sang, ngày hôm nay chúng tôi đã tìm được tro cốt và đương nhận diện tại đây. Có hai người con trai, Phạm Văn Sủng là con thứ thì ông của chúng tôi, Phạm Văn Cao là con trưởng. Ông Phạm Văn Cao sinh ra tại xã Vĩnh Xuân, cưới bà Hồ Thị Vệ tại xã Rạch Chiếc, người con gái thứ sau ông anh cả của một gia đình 8 con. Cả hai xuất thân trong một gia đình bình thường, không giàu sang, sinh được 8 đứa con tại xã Vĩnh Xuân, gả cưới các con tại xã Vĩnh Xuân và có rất nhiều đứa cháu nội ngoại cũng được chào đời tại xã Vĩnh Xuân, hay những xã lân cận Tâm Bình, Bến Cát, ông Lãnh. Lúc mới lập đình, ông bà Cao Vệ cũng làm ăn bươn chải lo cho 8 đứa con ăn học. Trong số con đến trường đó có cậu Út thứ 10 được mệnh danh ở trường là 10 lý, học rất giỏi. Hết lớp tiểu học của làng thì ông bà Cao Vệ và các đứa con lớn bươn chải làm lụng cũng không đưa nổi cậu em Út này lên Cần Thơ tiếp tục học. Lúc ấy các ông làm việc ở làng biết rõ hoàn cảnh, đã dành đứa học trò nghèo hiếu học này vào tay, hùng tiền đưa ông Phạm Văn Mười lên học tại Cần Thơ, chính là Út Mười ở trường Phan Thanh Giảng. Rồi sau năm sau, Út Mười lại được một nhà mạnh thường quân tại Cần Thơ ra tay kế tiếp. Hôm nay những người mạnh thường quân đã qua đời, ông bà Cao Vệ cũng qua đời. Trong 8 đứa con của ông bà chỉ còn lại 2 con gái, thứ 7 và thứ 8 đang hiện tại đây. 6 đứa kia cũng đã qua đời và đau đớn nhất là Phạm Văn Mười, Út Mười mất sống ông cha mẹ. Và dù thân nơi đất khách quê người, không làm tròn với chữ hiếu đối với mẹ cha mà ông đã đau đớn trước bao nhiêu, trước giàu phút chút hơi thở cuối cùng khi bỏ lại cha mẹ già, chị quá bụa và con cháu ngây thơ. Hôm nay những đứa cháu ngây thơ đó đang tụ họp tại đây, xin thay mặt những người đã phúc chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm ngày xưa đã ra tay giúp con, em, cậu, chú, ông của chúng tôi là Út Mười, Phạm Văn Mười đã đi học hết lớp trường Phan Thanh Giảng Cần Thơ, đậu bằng thành công, kể cho quan trọng đã về làm tại Vĩnh Xuân, làm Vĩnh Xuân này ngày xưa. Ông ngừng học tại đó, không dám nhận theo lòng tốt của các nhà hảo tâm và ra làm thầy ký tại Cần Thơ. Rồi cũng như 20 triệu dân Việt thời bấy giờ thức tỉnh được sự đô lại ngoại bang đã vào quân kháng chiến. Lịch sử của dân tộc hùng cường của chúng ta qua 120 năm đô lợi cuối cùng này quá khúc mắc, hải hùng quá khủng khiếp. May mắn thay, ngày hôm nay đã qua rồi, độc lập về với chúng ta, dân tộc trong thanh bình, hận thù đã chắc chắn bay mất. Tất cả dân Việt trong và ngoài nước đều một lòng một dạ xây lại quê hương. Năm 1950, ông bà Phạm Văn Cao theo cậu con Út lên Sài Gòn sống với bố già. Trên xe để không để băng nữa. Không được. Và năm 1954, ông trở về làng đem số tiền 50.000 đồng, một số tiền khá lớn vào thời đó của Út Mười, đưa cha về cất lại trường học ở Vĩnh Xuân và lo cho học trò nghèo. Ông cũng mở rộng vòng tay lo cho các chị quá bụa, các cháu mồ côi cha, đã đem một số khá lắm lên Sài Gòn nuôi cho ăn học và cũng đã trả ơn cho những nhà hảo tâm ngày xưa. Thêm nữa, ông giúp đỡ rất nhiều sinh viên nghèo du học ở ngoại quốc. Hôm nay những đứa cháu thơ dại mất cha được ông đùm bọc ngày xưa đã hiện diện tại đây, thay ông trả hiếu cho cha mẹ, đem tro cốt từ Sài Gòn về an vị tại mảnh làng xưa, nơi chôn nhau cất súng, nơi lớn lên của ông bà. Và chúng ta những đứa cháu đó trước linh hồn những người đã chết, hứa sẽ tiếp tục phụ giúp trẻ em nghèo hiếu học tại xã Vĩnh Xuân này trong tầm tay của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi xin dâng số tiền 54 triệu của thế hệ thứ tư sinh trưởng tại nước ngoài gửi về để giúp trẻ em nghèo. Số tiền này được phân phát kỹ càng đúng giá trị cho học trò nghèo sau khi bàn tính kỹ với các cô thầy và thầy giáo. Và chúng tôi các con cháu của hai họ Phạm Hồ
trước là cáo ơn làm tỏ tâm phát bạn bè thân mến trong những thời giờ vàng bạc đến đây dự đám ăn vị tro cốt của ông bà chúng tôi, và chúng ta hãy im lặng một phút tưởng niệm linh hồn của ông bà và 6 người con đã mất, nhất là ông Út Mười, người đã thay cha chúng ta đưa được chúng ta đến ngày hôm nay. Và chúng ta phải lại thành kính đội ơn ông bà cao vệ và các con của ông bà cậu chú bác gì đó rất xứng đáng chúng ta ghi vào tâm khảm niềm thương yêu kính trọng và rước hướng trên lướt hướng trước linh hồn họ sẽ đáng rèn dạy dìu dắt những con cháu của hai họ trong tương lai thành những con người đàng hoàng ngay thẳng, sống có lợi ích cho gia đình, cho xã hội. Dẫn ơn phải biết trả ơn, đó là điều mà ông bà của chúng ta, các cô cậu dì của chúng ta đã mong ước cho chúng ta và mong ước tiếp cho những thế hệ sau này. Hôm nay tôi xin dứt lời và dừng lại cho chị Mười, một người đã khuyến khích và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cái chuyện thành lập được cái ngôi nhà mồ hôm nay. Xin mời chị Mười tiếp lời. Kính thưa các dì, cậu, mợ, bà con, cô bác, cùng anh chị em, con cháu có mặt trong ngày lễ an vị cho cốt của ông bà ngày 5 tháng 4 năm 2005 nhằm ngày 27 tháng 2 âm lịch. Tôi là cháu ngoại con của người con thứ ba của ông bà, nhưng được hâm mang theo họ mẹ là họ Phạm. Cho nên vì thế tôi cũng thấy mạo muội xen vào với các em bên đội họ Phạm có đôi lời bày tỏ thân tình cảm tưởng của tôi ngày đưa ông bà về lại nơi mà ông bà cha mẹ và chúng ta gọi là quê hương. Tôi rất cảm động thấy di hài cốt của ông bà được an vị trọng thể trang nghiêm trong ngôi tổ đường này.
các dì các bác cô chú mà lúc nãy chưa đốt nhang được cho ông bà xin mời cái gì. Thay mặt cho gia đình để tôi chân thành cảm ơn chính quyền địa phương và quý ông quý bà đã có những ít thời giờ đến đây để dự lễ hôm nay, và cũng thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn anh Ba, anh Tư là chồng của chị Thủy và chị Hà thì cũng ở nước ngoài cũng đã đến về này, thì thay mặt gia đình thì cũng xin cảm ơn với anh. Và trong đây thì nếu có điều gì sơ suất thì cũng xin là đáp ứng đừng tha thứ. Chiều ngang nó rộng dễ hơn, nó rộng hơn, heo 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 lắm. Ủa
rồi xong. Đi mặt ra quay kia. Đi mặt ra. Rồi, rồi, rồi. Má bó nó hai đấy. Rồi. Rồi, ngoại. Để cho ngoại có. Để ông cố à. Để ông cố. Dạ, nè, nè. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Tiếp để ông cố đi. Tư kêu đại lên luôn. Đây cả gia đình vô nữa cười nha. Ai bác đứng xích ra ngoài giùm con chút. Đây là gì cậu mở chứ không có bác. Dượng dượng. Đó dượng bước ra ngoài thôi che khuất. Dì ơi. Dạ tôi thôi. Dì đứng xích vô, xích vô, dì xích vô. Đây đây để con vô con xếp luôn. Chắc ăn không chụp cái nữa, đem tấm nữa chắc cho cái nữa chắc ăn rồi. Đổi gì chứ? Rồi, vô, để thôi lấy rồi.